Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì nắng nóng gay gắt vẫn sẽ duy trì ở nhiều tỉnh thành Trung Bộ. Còn lại ở Bắc Bộ, trong khi phía Tây trời nhiều mây và mát mẻ, thì ở phía Đông lại nắng rát và rất nóng. Qua hình ảnh thực tế chúng ta có thể thấy rõ được điều này. Nếu như ở Điện Biên Phủ, bầu trời nhiều mây và còn có mưa nhỏ bất chợt, và lúc 10 giờ nhiệt độ chỉ khoảng là 25 độ, trời khá mát mẻ, thì trái ngược hoàn toàn, ở thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao hơn tới cả chục độ, mức nắng nóng 35 độ. Trời thì ít mây và nắng rát. Sự khác biệt thời tiết này vẫn sẽ duy trì trong chiều nay. Trên bản đồ dự báo nhiệt thì có thể thấy là ở khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ và cả Hòa Bình thì đều là vùng màu đỏ, tương ứng với mức nhiệt nắng nóng. Còn hầu hết ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ là màu vàng và xanh của mức nhiệt mát. Cụ thể, nhiệt độ tại các thành phố Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên Phủ hay Sơn La sẽ không vượt quá 30 độ. Còn lại, tại Hòa Bình, Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng hay Ninh Bình sẽ là từ 36 đến 38 độ. Ở Trung Bộ thì một loạt các thành phố từ Thanh Hóa trở vào tới Tuy Hòa chiều nay cũng sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt từ 37 đến 39 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay nắng nhiều và mưa chỉ xảy ra ở vài nơi. Nhiệt độ tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột sẽ là từ 29 đến 33 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ thì nóng hơn, mức nhiệt từ 33 đến 35 độ. Trên biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa chiều nay dự báo trời sẽ có mưa vài nơi, gió ở đây cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay. Sang hôm nay, nắng nóng nhiệt cao 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ vẫn tiếp tục bao trùm Trung Bộ. Độ ẩm buổi trưa chỉ từ 45 đến 65%. Trời khô nỏ, Cục Kiểm Lâm cảnh báo dọc từ Nghệ An đến Bình Thuận đều có các cánh rừng nằm trong cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5 là cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Người dân cần thận trọng, nếu để xảy ra cháy thì không chỉ gây thiệt hại về rừng, mà bụi than dễ bám vào đường dây truyền tải điện, gây mất an toàn hành lang lưới điện quốc gia.